chào tất cả các Stellars của 365. Ngày hôm nay thì 365 xin chính thức đến với tất cả các bạn thông tin, đó chính là Johnny sẽ không hoạt động với 365 nữa. Và 365 ngày hôm nay sẽ thông báo với tất cả mọi người phiên bản mới nhất của 365 với 4 người. 365 biết rằng đây không phải là một thông tin đơn giản với tất cả mọi người, bởi vì với một quá trình 3 năm mà 365 làm việc với nhau thì một lời chia tay không phải là một lời dễ nói. Và đối với 365 thì Johnny có lý do riêng của mình để thực hiện quyết định này, và 365 luôn luôn ủng hộ Johnny với những gì Johnny lựa chọn trong tương lai của Johnny. Và một điều 365 muốn khẳng định với tất cả mọi người đó chính là 365 với 4 thành viên còn lại này sẽ tiếp tục gắn bó với nhau và tiếp tục xây dựng thương hiệu 365. Tất cả những sản phẩm trước đó của 365 với Johnny, 365 hy vọng là mọi người sẽ nói như là phần kỷ niệm của tất cả mọi người đã ủng hộ 365 trong suốt 3 năm vừa qua. Và một điều 365 hoàn toàn mong mỏi và sẽ rất là buồn nếu như tất cả mọi người không còn liên kết với nhau và đoàn kết với nhau nữa. 365 hy vọng rằng là những fan, những người tiếp tục ủng hộ cho 365 cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho Johnny. Và tất cả những bạn ủng hộ cho Johnny thì cũng xin đừng trách 365 và hãy tiếp tục ủng hộ cho những sản phẩm của cả hai chúng tôi trong thời gian sắp tới. Và mặc dù là Johnny sẽ không còn hoạt động chung với 365 nữa, 365 hy vọng rằng các bạn cũng sẽ vẫn xem Johnny là một phần 365. Và đây là một thông tin cuối cùng mà 365 muốn nói với tất cả mọi người về vấn đề này. 365 sẽ không nói về vấn đề này một lần nào nữa. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới 365 sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ. 365 xin hứa sẽ đem hết tất cả những gì mình có cũng như là những tâm huyết của mình để đem đến những sản phẩm tốt hơn nữa cho tất cả mọi người. Và 365 rất hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho 365 và cho Johnny, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho 365 và cho Johnny trong những sắp tới. Chúng tôi sẽ cảm ơn.